máy zin các bạn nhé, zin 100%. Và con này chạy có hơn 1 vạn km máy đua, trang bị động cơ là 1.5, rất là đẹp và zin luôn, zin toàn tập các bạn nhé. Đấy, máy 1.5 nguyên bản từng chi tiết cho quý vị và các bạn. Xe đẹp, xe zin, xe chất. Anh chị nào quan tâm côn chia chạm liên hệ cho em ngay để sở hữu ngay mẫu Virus chất lượng, chạy có hơn 5 vạn km các bạn này, bền bỉ, tiết kiệm xăng và tiết kiệm xăng cực kỳ các bạn nhé. Xin mời các bạn yêu Virus đến ngay và đến ngay bên em, rất nhiều những Virus đang chờ cho quý vị và các bạn đây, chờ cho quý vị và các bạn đây ạ. Xe đẹp, chất lượng đây ạ, chất lượng rất là tốt, bền bỉ, chất lượng đây ạ. Quý vị nào có nhu cầu sở hữu xe liên hệ ngay cho em, toàn xe đẹp và xe chất lượng thôi các bạn nhé. Và một lần nữa các bạn hãy đến bên em để sở hữu những xe đẹp. Xin cảm ơn. Xin chào quý vị và các bạn. Xe đẹp, chất lượng dành cho quý vị và các bạn nào có trái tim khỏe, luôn yêu thương và dành tình cảm đặc biệt tới cái mẫu Virus, thì bên em có mẫu xe này cực kỳ đẹp, cực kỳ chất lượng là cho quý vị và các bạn. Bản ABS 4 bánh, 2 túi khí và chiếc xe zin toàn tập, biển thành phố Hà Nội, đời 2017, đăng ký 2018, lăn bánh năm 2018. Bao zin, bao chất, chạy có hơn 1 vạn km. Lốp theo xe còn cả một dàn quý vị nhá. Lốp theo xe còn cả một dàn. Quý anh chị và yêu xe đẹp thì các bạn liên hệ cho em để sở hữu em nó, những chiếc xe đẹp, đẹp đến tức mắt, đẹp đến tức mắt, đẹp đến tức mắt mà thôi. Nếu anh chị nào quan tâm những chiếc xe đẹp thì sẽ không bỏ qua video và sẽ không bỏ qua video này. Nếu anh chị nào quan tâm thì liên hệ em ngay để sở hữu em nó, Và một lần nữa xin cảm ơn anh chị và các bạn. Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn. Hôm nay bên em lại về nguyên một mẫu xe, đó là Virus. Nếu anh chị nào những tín đồ của Virus thì quý vị và các bạn chắc chắn sẽ không bỏ qua video về Virus bên em như thế này các bạn nhé. Và hôm nay em làm video cho quý vị và các bạn 3 chiếc xe là Virus đời 2017 và 2018, và có 2 màu để cho quý vị lựa chọn là màu vàng cát và màu bạc, để cho quý anh chị và các bạn lựa chọn kiếm cho gia đình mình những chiếc xe Virus về chất lượng cũng như sự bền bỉ và tiết kiệm xăng, và nó phục vụ rất là nhiều cái nhu cầu của khách hàng. Đặc biệt tất cả những chiếc xe này đều là form mới, máy thì trang bị động cơ 1.5, bản 2 túi khí, phanh ABS 4 bánh, và máy là máy đua, là dạng máy mới nhất của dòng Toyota được áp dụng trên Virus hiện nay. Thì xin giới thiệu với các bạn những chiếc xe trên thì em bao cho quý vị và các bạn không tai nạn, không đâm đụng, không ngập nước, cam kết cho quý vị và các bạn bằng mọi hình thức. Nếu anh chị nào quan tâm về chất lượng cũng như là hình thức kiểu dáng về Virus, bên em sắp review cho quý vị và các bạn những chiếc xe trên, thì quý vị và các bạn liên hệ cho em ngay. Lâm ơi, cho lần hết cabo lên cho anh ấy. Lật hết cabo 3 con này lên. Đấy các bạn. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu từng con để cho quý vị và các bạn có nhu cầu sở hữu. Thì đầu tiên em xin giới thiệu với các bạn, đó là một con Virus màu bạc. Thân vỏ keo chỉ, em bao zin. Và chiếc xe này là biển tỉnh, mang biển là biển Hưng Yên, rất là đẹp. Biển 89109 98 các bạn nhé. Biển khá là đẹp luôn. Anh chị nào quan tâm với chiếc Virus này, về chúng ta vừa đi xe gia đình, vừa chúng ta kinh doanh thêm dịch vụ, thì quý vị và các bạn hiện cho em. Và con này là bản số sàn các bạn nhé, bản số sàn. Đấy, anh chị và các bạn lưu ý là số sàn. Và số tự động đời cao này thì em hết rồi, em chỉ còn đời thấp là đời 2008 và đời 2011 thôi các bạn nhé. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ cho em ngay để sở hữu em nó các bạn này. Đó, một chiếc xe chất lượng zin tuyệt đối. Và đặc thù không hiểu tại sao đợt này mua được 3 con xe đều đời 2017 các bạn nhé. Đấy, đều 2017 luôn, thế tài như này. Đấy, cực kỳ đẹp các bạn này. Xe thì đã được lên là đồng hồ áp suất lốp cũng như là màn hình Android. Đấy, cam lùi, cam hành trình. Xe đẹp không lỗi cho quý vị và các bạn nhé. Đấy, anh chị nào quan tâm những chiếc xe đẹp này thì các bạn liên hệ cho em ngay để sở hữu em nó.
Mức tiêu thụ nhiên liệu rất là ấn tượng và rất là tốt luôn các bạn nhé. Với chiếc xe này thì quý vị và các bạn yên tâm là em cam đoan cho quý vị và các bạn không đâm đụng, không ngập nước, không thủy kích. Máy số thì bao chất, bao zin cho quý vị và các bạn. Những chiếc xe này thì chắc chắn là zin rồi. Con này thì chủ nhân đã lên được là đề lỗ start top các bạn nhé. Gương kính cụp xẻ, tất cả mọi cái rất là chất lượng luôn các bạn ạ. À, em sẽ đề nổ cho các bạn thử cái xem nó như này các bạn nhé. Đấy, em đề nổ này. Xe chạy đâu đó là 6.8 các bạn nhé. Đấy, 6.8 km. Trang bị đầu màn cam lùi đầy đủ hết cho quý vị và các bạn. Một chiếc xe màn hình Android xịn sò. Đấy, nội ngoại thất đẹp, máy số chất, không đâm, không va, không đổ ngã, không thủy kích cho anh chị và các bạn. Một chiếc xe rất là đẹp. Đấy, anh chị nào quan tâm xe đẹp, chất lượng mà mọi cái còn ok và đẹp như những cái mẫu xe hiện đang có của cửa hàng bên em thì các bạn liên hệ ngay để sở hữu em nó các bạn nhé. Với cái xe này thì các bạn quan sát là bên em bao zin cho các bạn từ tất cả mọi cái còn nguyên bản hết các bạn nhé. Tất cả mọi cái bao zin cho các bạn luôn, cực kỳ đẹp và chất lượng này. Đấy các bạn nhé, máy zin, máy đua đây các bạn nhé, máy trắng. Đấy anh chị này, zin hết này, keo tai chuột nguyên bản này. Đấy các bạn này, máy số zin, cam kết cho các bạn là côn chưa hạ các bạn nhé. Các bạn lưu ý là côn chưa hạ luôn, vẫn nguyên bản. Đấy anh chị và các bạn cũng quan tâm thì liên hệ cho em ngay. Đây các bạn này, em cho các bạn xem phần côn đây. Đấy ốc côn đây. Đây côn của nó đây. Đấy các bạn nhé, ốc côn chưa bị chạm đây các bạn nhé. Đó côn đây, chưa chạm các bạn nhé. Đó. Đấy các bạn nào mà thích xe chất và bền về hình thức cũng như là chất lượng thì các bạn liên hệ cho em. Với cái mức con này thì bên em đang chào giá cho quý vị và các bạn nó cửa tiền là 390 quay về các bạn nhé. 390 triệu quay về. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ với em. Và tiếp tục em lại giới thiệu cho anh chị và các bạn đến cái phân khúc khác, là cùng là Vios nhưng nó lại màu khác nhau. Thì các bạn liên hệ cho em ngay đến con xe này. Tắt con này, Lâm lỗ con này Lâm. Và đây là mẫu màu vàng cát đời 2017 các bạn nhé. Xe biển thành phố. Con này đăng ký năm 2018 các bạn nhé. Đời 17, đăng ký 18. Đúng đời đúng biển, biển 30F các bạn này. Một chiếc xe đẹp, xe chất cho quý vị và các bạn. Đấy, anh chị nào quan tâm những cái mẫu xe và chất lượng như bên em tuyển về cái mẫu xe này thì các bạn liên hệ ngay để sở hữu em nó. Những cái mẫu xe đẹp này các bạn nhé. Bao chất, bao zin cho quý vị và các bạn. Từ máy số, thân vỏ, keo chỉ, keo cột zin 100%. Các bạn có thể đưa người bên thứ ba là đến kiểm tra như là thợ hoặc là đội ngũ kỹ thuật, hoặc là các bạn đưa đến hãng check thoải mái các bạn nhé. Một chiếc xe cực kỳ đẹp và có 3 màu khác nhau, thì 3 phân khúc thì để cho các bạn lựa chọn. Các bạn đến xem, các bạn yêu xe nào, thích xe nào thì các bạn liên hệ ngay cho em để sở hữu em nó này. Và toàn bộ xe đều là xe đẹp các bạn nhé. Toàn là bộ xe là xe đẹp hết. Máy số zin, keo chỉ zin, côn chưa chạm. Đấy các bạn lưu ý, chạy dưới chục vạn km côn zin 100%. Đấy em bao chất bao zin cho quý vị và các bạn. Máy zin, số zin, chưa chạm trồ bất cứ cái gì các bạn nhé. Cam kết cho các bạn 100% luôn. Nếu các bạn không chắc chắn, không tin tưởng thì các bạn đưa bên thứ ba đến kiểm tra. Đấy các bạn ạ, bao chất bao zin các bạn nhé. Và những cái điểm đẹp ở chiếc xe này thì nó sẽ phô diễn ra, thì quý vị và các bạn quan sát cho em biết ngay là chiếc xe này đã tác động, đã tháo nhiều chưa, zin hay không. Các bạn từng quan ốc, các bạn nhìn cho em là đẹp không? Chưa tháo các bạn nhé, đèn chưa tháo, chưa lưng độ. Và toàn bộ cái lúm nhựa của xe nó là một kiểu, một kiểu, một kiểu, một kiểu các bạn nhé. Đó, các bạn thấy đẹp không ạ? Quá đẹp cho một cuộc tình. Đấy các bạn nhé, quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Zin toàn tập các bạn nhé. Và thân vỏ, keo chỉ, em bao chất, bao zin cho quý vị và các bạn từ A đến Z cho anh chị và các bạn nào quan tâm chiếc xe đẹp như này thì các bạn liên hệ ngay. Đấy. Và bây giờ thì em sẽ kiểm tra cho quý vị và các bạn đến nội ngoại thất của xe. Nội ngoại thất của xe để chúng ta kiểm tra xem xe có đẹp hay không và chất lượng hay không.
thì quý vị và các bạn tự đánh giá và các bạn quan sát được ngay là mẫu xe này nó có chất hay không và nó zin hay không các bạn nhé. Bên em tuyển về toàn xe đẹp, nói chung là tuyển về toàn xe đẹp và chất lượng để cho quý vị và các bạn có nhu cầu sở hữu xe là chấm con bà hết luôn, em nói chấm hết các bạn nhé. Những chiếc xe đẹp này nó thì quý vị và các bạn nào có nhu cầu thì nhanh tay sở hữu em nó cho em. Và cái chiếc này thì nó xuất sắc hơn thì bên em bán con này là nhỉnh 400 các bạn nhé. Đấy, con này em bán nhỉnh 400 triệu này và màu đẹp hơn là đời 2017 các bạn nhé. Và các bạn tại sao hỏi là tại sao hai con xe cùng đời giá nó chênh nhau một vài chục triệu thì chúng ta đánh giá ở cái chất lượng của xe và cái màu sắc của xe các bạn nhé, và độ zin, độ nguyên bản của xe thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái điều đó các bạn này. ABS là 4 bánh các bạn nhé. Đó là một chiếc xe đẹp thì bên em bán giá nhỉnh hơn. Nếu anh chị nào quan tâm cái xe đẹp hơn thì liên hệ cho em ngay để sở hữu những cái xe đẹp này các bạn nhé. Những xe đẹp này thì các bạn liên hệ cho em ngay và toàn bộ xe là chất lượng hết các bạn này. Đấy, zin hết các bạn này. Con này thì chưa vào được cái gì cả, vẫn hai chìa khóa zin theo xe và nó vẫn có nguyên được cái đài theo xe các bạn nhé. Chưa vào thêm được bất cứ cái gì cả, nó vẫn zin hết này. Củ số này, đầu zin theo xe này. Đấy, chưa vào gì cả. Đó, vô lăng củ số cực kỳ đẹp các bạn nhé. Con này chạy có 1.9 các bạn này. 1.9 thôi các bạn nhé. Con này cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Cực kỳ đẹp các bạn ạ. Một dàn nốt theo xe hết các bạn nhé. Đây các bạn này. Một dàn nốt theo xe hết là đời 2017. Đấy các bạn nhé, zin toàn tập. Đời 2017, một dàn nốt theo xe vẫn còn nguyên. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ cho em. Đấy, xe zin 100% các bạn nhé, đời 2017. Đấy, anh chị nào quan tâm liên hệ. Và các bạn nhìn cho em là cái máy này là các bạn biết là xe đẹp hay không các bạn này. Các bạn nhìn cho em máy thôi. Đấy các bạn nhé. Và các bạn nhìn cho em nó thật hay không đây. Các bạn cảm nhận được ngay xe đẹp hay không các bạn này. Nó zin được không các bạn này. Đây, các bạn này. Các bạn nhìn cho em phát. Đây, đời 2017 đây các bạn nhé, đát vào lốp đây. Đó, chấm hết chưa các bạn? Đó, em xin khép video lại. Một chiếc xe đẹp là con này cho quý vị và các bạn nhé. Chấm hết luôn, không còn gì phải bàn. Và giá nó chênh một chút so với con xe khác thì quý vị và các bạn là cảm nhận được ngay là nó đẹp ở cái gì và nó chất lượng ở cái gì các bạn nhé. Đó, một lần nữa thì em lại chuyển sang cái mẫu xe cùng đời cho quý vị và các bạn. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bạn đến một con đời 2017 cùng đời với con bên kia các bạn nhé. Thì em sẽ giới thiệu cho các bạn này. Đấy, em sẽ lổ lên và cho bạn cảm nhận xem con xe này nó khác nhau ở cái gì và nó có điểm gì khác nhau các bạn nhé. Đấy, con này vẫn có đồ gì theo xe hết này, cũng chưa có gì cả. Đấy các bạn nhé. Và xin giới thiệu với các bạn chiếc xe này, nó được sản xuất năm 2017, mang tên tư nhân, biển tỉnh, biển 88 Vĩnh Phúc các bạn nhé. Xe đẹp không lỗi nhỏ, bao zin cho các bạn. Máy 1.5, trang bị động cơ 1.5 và phanh ABS, đầy đủ hết. Và chiếc xe này thì quý vị và các bạn bao zin. Và cái xe này thì bên em bán cửa tiền cũng sát 400 này các bạn này. Đấy các bạn này. Đây là sát 400 các bạn nhé. Một chiếc xe nó còn cũng rất là đẹp luôn. Đấy các bạn này. Mọi cái thì em bao zin cho quý vị và các bạn từ trong ra ngoài. Xe đã được lên đèn full LED từ LED đèn pha cho đến là bi LED ở bi gầm các bạn nhé. Đấy đã được lên hết. Quý vị và các bạn nào quan tâm này, nó đã lên hết đầy đủ cho quý vị và các bạn. Một chiếc xe chấm hết. Chấm hết, em nói là chấm hết luôn các bạn nhé. Máy đua và máy VTI, máy mới, động cơ máy mới này, xe đẹp. Đấy, vào chất cho các bạn luôn. Con này côn cũng chưa hạ các bạn nhé, côn zin, máy zin, số zin, côn zin chưa chạm. Những chiếc xe mà còn côn nguyên như này là xe chạy rất là chất rồi các bạn này. Máy nổ róc rách luôn các bạn này. Đấy, anh chị nào quan tâm cái xe đẹp và chất lượng như xe này thì các bạn cứ liên hệ cho em ngay để sở hữu em nó trong một lốt nhà các bạn nhé. Em nói là sở hữu em nó trong một lốt nhà. Mọi cái này bao zin cho các bạn này, nguyên bản các bạn nhé. Đấy, con này thì máy nó không được tươi. Các bạn lưu ý là con này nó không được tươi như máy con bên này các bạn nhé. Và con này nó chạy đúng hơn 1 vạn thật các bạn nhé, hơn 1 vạn xịn luôn. Cho nên cái giá xe con này nó nhỉnh hơn các bạn nhé. Giá con này thì bên em đang chào bán là cho quý vị và các bạn là hơn 400. Đấy anh chị nhé. Đấy, và con bên này thì bên em đang chào bán cho quý vị và các bạn là dưới 400. Đấy, và nó bằng hai con này, bằng tiền nhau các bạn nhé. Con màu bạc và con màu bên này bằng tiền nhau. Và con này thì giá nhỉnh hơn một chút. Anh chị nào thích xe đẹp thì các bạn liên hệ cho em nhé để sở hữu em nó này. Và bây giờ em sẽ quay video tổng thể xung quanh một chút cho quý vị và các bạn, anh chị nào quan tâm này. Về ngoại thất con này em giới thiệu cho các bạn là nó vàng cát rồi. Và nội thất của xe thì quý vị và các bạn quan sát nội thất con này rất là đẹp luôn các bạn nhé. Con này nó chạy là có 8 vạn này các bạn này. Đó, con này chạy 8 vạn, nói chung là km con này là chạy nhiều nhất mà 8 vạn này các bạn nhé. Đó các bạn này,
bao chất cho quý vị và các bạn luôn này. Đấy, anh chị nào quan tâm thì liên hệ cho em. Con này lên thì lên trần rồi, nó không còn được zin là theo trần nữa các bạn nhé. Những chiếc xe đẹp này thì chúng ta không quan trọng là chất máy, chất vỏ nội thất thôi, trần thì nó được còn nguyên là tốt, chứ chả nguyên thì cái trần này lau lau dọn càng sạch sẽ các bạn ạ, càng sạch sẽ không sao cả. Đó, một chiếc xe khá là ok. Và con này đã lên được cái cản sau các bạn nhé, đã lên cản sau này. Và con kia, con vàng cát bên kia thì chưa lên gì hết các bạn nhé. Từ đèn đóm tất cả mọi cái nó zin hết, thì không lên bất cứ một cái gì, chưa đụng chạm bất cứ cái gì cả đấy anh chị nhé. Đấy, con này nó có nguyên bản này, chưa lên được bất cứ cái gì. Nếu anh chị thích sự nguyên bản và toàn vẹn và một chiếc xe sử dụng ít thì các bạn lấy con này, giá trên 400, và con này là cửa tiền dưới 400 các bạn nhé. Đấy, bên em đang có rất nhiều xe để cho anh chị và các bạn lựa chọn. Với tầm xe như này mà anh chị không chọn mua được xe thì em cũng rất là buồn. Nếu anh chị nào mà quan tâm mua xe để chuẩn bị phục vụ Tết, phục vụ gia đình và cũng là kiếm thêm dịch vụ chạy Tết thì quý vị và các bạn nhanh tay liên hệ ngay cho em để sở hữu em nó các bạn nhé, để các bạn sở hữu em nó luôn. Đấy các bạn này, toàn bộ xe đẹp, máy zin không lỗi nhỏ. Và một lần nữa em xin chân thành cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.